Rồi sang máy may hay đá thì mình sẽ test cho anh em xem cái con đầu tiên này. Con này cũng của Hitachi anh em, grinder. Máy may hay đá. Xem qua con này công suất coi. Rồi con này nhỏ nhỏ nhưng mà rất là kinh khủng nha anh em. Con này nhỏ nhỏ nhưng mà công suất khá là ok ha. Điện là 100 AC 100 nha. Dòng tiêu thụ là 4.5 nhưng mà công suất của nó là khoảng 450W ha. Số vòng cũng tương đối là 3.000 đến 3.600 nha. Nó ngang với con bên kia. Đá của nó sẽ dùng là đá 150 nhân 16 nhân 27 ha. Con này của Hitachi. Đặc biệt con này là có logo của đây, nó có một cái logo Stendal Hitachi. Dạ vâng. Đó. Đặc biệt con này nó hơi cũ một tí thôi. Nó bị bể đá rồi anh em. Con này thì giá nó rất là rẻ. Công tắc của nó thì còn rất ok. Công tắc của nó thì như mới nha. Bên đây nó còn một viên đá rin cữ còn. Con này cữ ở đây bể rồi nha. Con này thì mình view nhanh qua thôi. Giá của nó thì cực kỳ rẻ. Mình sẽ test sơ qua cho anh em xem nha. Nhìn nó bẩn bẩn chứ xài ngon gấp mấy lần mấy con anh em mua tàu. Nó còn rất là êm em, nếu mà nói về máy thì nó còn rất là êm ha. Em biết sao nó lắc không? Đơn giản nó lắc là bởi vì anh nhìn cái đá này nè. Đó. Còn thực ra thì máy của nó cực kỳ êm. Nhưng mà lát nữa thì mình sẽ view sang con bên kia cho anh em xem. Con này đơn giản là nó bị mất đá thôi. Còn là bảo với anh em là khi mà mỏ đá ra thì nó sẽ rất là êm. Sẽ khi anh em tháo đá và anh em test thì mình sẽ bao lắc anh em. Nếu anh em mà lắc á, đổ lại mình gửi lại tiền nhá. Tức là mình cam kết là hàng này đủ tiêu chuẩn cho anh em dùng, không bao giờ bị lắc gì hết nha. Nó lắc là bị do đá của nó vỡ nó lắc thôi. Còn máy của nó thì cực kỳ êm. Con này giá chỉ 1,5 triệu thôi anh em, giá bao ship luôn nha. Nên em nhanh chân vào, giá cực rẻ. Ok, chỉ bị gãy một cái cữ bên đây thôi. Còn anh em nào không dùng thì có thể tháo luôn cữ bên này ra. Đa số ở Việt Nam thì mình thấy không có ai dùng cữ này cả. Rồi anh em nhanh chân nhá, mình sẽ view sang con thứ hai. Số 2 thì em có thể nhìn được trước là hai con máy mài Grinder hiệu của Hitachi nha anh em. Hitachi nha. Mình sẽ chụp cái tem cho anh em xem. Mình sẽ chụp cái tem và hiển thị thông số của nó cho anh em nha. Hiệu của nó là GBK2 100V. Số vòng của nó sẽ là từ 3.000 tới 3.600 vòng nha. Đá của nó sẽ là 205 x 19 x 15,88. Thì hết ngày làm video luôn. Rồi, công tắc của nó thì còn tuyệt vời, anh có thể nghe nè, thấy chưa? Nên nói về con này thì trước giờ mình đi bãi mà chưa bao giờ gặp một con nào nói về Hitachi đẹp như vậy. Thứ nhất là nói về thương hiệu thì anh em không thể bàn rồi. Hitachi nó là một cái thương hiệu hàng đầu về máy của Nhật Bản rồi. Cực kỳ châu bò và cực. Rồi, anh em nhìn vào đây là nó đẹp đến mức nào thì anh em có thể quan sát ở đây. Là nó đẹp như mới luôn. Không có một vết chảy xước gì ở trên cái phần thân của nó cả. Rất là đẹp. Còn full hết cữ thì anh em để ý này, nó còn full hết má cữ, nó còn full hết luôn. Ở đây thì đương nhiên nó bị han một chút thôi. Trong quá trình vận chuyển thì cái này là thép thì đơn giản, em chỉ cần chà sơ qua một cái là nó sẽ hết han thôi, hết tỉ thôi. Còn tất cả những cái này ngoại hình của nó anh em có thể thấy là nó ok hết. Đến nỗi mà anh em nhìn này, nó còn full luôn cả hai cái tấm kính chắn này nữa. Em thấy không? Nó full luôn cả hai tấm kính chắn này, các cái cữ chắn của nó còn rất ok. Bây giờ mình sẽ khởi động cho anh em xem nhé. Con này để mà tìm ở bãi thì nó thật với anh em là cực kỳ hiếm, không thể tìm được con nào đẹp hơn con thứ này thứ hai. Nào. Đừng hỏi về cái độ êm của nó. Em thấy chưa? Không có một tiếng động này càng rèn gì hết. Nói chung là máy mài hai đá thì em chỉ có thể xài của Nhật được thôi, mình nói thẳng với em như vậy. Về hàng Trung Quốc mình đã xài qua rồi. Hàng Toto mình cũng đã test qua rồi. Hàng Toto thì gọi là anh em mua để có để xài thôi, xài gia đình thôi. Chứ còn nếu mà đã gọi là xưởng là anh em làm chuyên nghiệp, làm thợ để mài, đảm bảo anh em chỉ có Hitachi có thể đáp ứng được cho anh em. Cực kỳ êm và bền bỉ. Xài theo thời gian thì nó cũng không có bị xuống ha. Tắt này. Anh em thấy cái độ tua của nó, đá của nó còn nguyên hai viên đá zin. Anh thấy là nó zin đến nỗi mà nó vẫn còn nguyên cái đường lề của nó luôn, giống như chưa bị mài. Thấy không? Quá là đẹp. Hai cái tấm kính này của nó còn full luôn. Đó. Quá đẹp. Nó đúng là hoa hậu trong làng máy mài. Rồi cho anh em nào làm thợ cơ khí hoặc thợ chuyên mài tầm trung thì quất con này về quá là đẹp luôn ha. Hay anh em nào làm thợ thích sưu tầm máy thì lên một con cho anh em có thể sưu tầm. Đương nhiên là nó đẹp như thế này, giá của nó thì không hề rẻ nha anh em.
giá của nó không hề rẻ nha. Rồi mình sẽ công khai giá của con máy mài Hitachi ha. Máy mài hai đá hiệu GBK2. Công suất của nó sẽ là 650W ha. Công suất khá là lớn, nhỏ nhỏ nhưng mà công suất cực kỳ lớn luôn. Số công tối đa là 3.000, sạc 3.600 ha. Giá của nó sẽ là 3.500.000 bao ship nha. Đã bao gồm phí ship nha. Con này thì cực kỳ nặng. Phí ship của nó đã hơn 100 rồi. Đó. Đặc biệt là con này mình chỉ nhận chuyển khoản nha, không có nhận ship code nha. Con này quá đẹp, nếu không được giá này thì mình sẽ cho nó em nó ở nhà luôn. Tìm được con này thứ hai ở bãi thì hơi bị khó anh em. Nó vì các chức năng của nó thì hoàn hảo nha, hoạt động hoàn hảo, đá hai viên đá còn zin nguyên. Còn quá đẹp. Công tắc của nó thì tuyệt vời. Đó, rất là nhạy. Cái điều là máy mài thì mình đã có rồi nên mình sẽ không để con này nữa. Còn không thì mình mà chưa có là mình sẽ để con này mình dùng ngay. Vì máy mài mình đã có một con rồi. Hơn nữa mình làm xưởng nên phải cầm một con cực kỳ lớn. Mình phải cầm một con 3 pha công suất cực kỳ lớn ha. Rồi về motor thì em sẽ chú ý vào đây là mình sẽ có hai loại motor chính. Một loại thì sẽ là 220V. Con này sẽ là điện 220V ha. Đây em có thể thấy. Hôm trước thì mình có review sơ qua rồi. Anh em có thể vào phần lịch sử video nha, mình xem lại chi tiết cái phần mà mình review cái con motor này. Hôm nay thì chủ yếu mình thông báo với anh em là sẽ có thêm một cái hàng nữa về, đó là hàng bully. Tức là đặc biệt con này nó sẽ dùng trục 4mm nha. Con này nó dùng trục bully 4mm, thấy không? Em thấy là mình gắn vừa khít cái bully này luôn. Đó. Đây em không phải độ gì hết. Nếu anh em dùng máy khoan, máy cắt gì thì anh em dùng con này cũng ok. 220, điện của nó 220, không phải đổi điện gì hết nha. Rất là ngon. Quay thì ok rồi, em có thể xem lại video. Để mình chỉ giới thiệu nhanh nó thôi ha. Giá con này thì rất rẻ anh em, giá chỉ 65k một con thôi. Em với một con motor máy may thì nó rất là bền. Máy may thì anh biết trong xưởng máy may ấy, người ta dùng thì người ta dùng suốt ngày. Ít nhất là một ngày dùng 8 tiếng, là thợ công nhân người ta đạp. Em biết là máy may thì nó bền cỡ nào ha, mà giá còn chỉ 65k thôi. Con này bình thường anh em mua hàng tàu Trung Quốc thì nó cũng phải 150-200 rồi. Hàng của nó còn rất mới nha em, tất cả còn tem hết nha. Đây, thông số mình view sơ qua cho anh em này. Con này sẽ là nó thể hiện là 7.000 vòng trên phút nha. Đủ cho anh em có thể làm máy khoan, máy cắt, máy cưa, máy mài 220V nha. Đó, mình view nhanh qua thôi. Còn cái hãng sản xuất của nó thì nó là hãng FDM. Không có cái sản xuất là make in gì cả nha. Ở trên này nó có mạch điện này, bo mạch điện trên đây. Ở trong này, phía sau sẽ là cánh quạt tản nhiệt nha. Cánh quạt tản nhiệt bằng mica trong suốt ở phía này. Khi anh em nhìn anh sẽ biết. Nên khi quay thì nó cực kỳ mát động cơ. Nó tản nhiệt cho cực kỳ mát. Nó động cơ máy may mà. Nó có cái là cực kỳ êm luôn anh em. Tí mình sẽ test con này cho anh em này sẽ biết được nó êm như thế nào. Hai con giống hệt nhau, chỉ khác về điện áp thôi nha. Rồi mình sang cái con thứ hai. Con số 2 thì mình chưa view là mình sẽ view kỹ hơn. Con thứ hai thì nó sẽ như thế này. Con thứ hai nó ngầu hơn con kia. Kích thước thì hai con ngang nhau nha. Anh em nhìn này, ngang nhau thôi, được chưa? Nhưng mà con này có cái nó ngầu hơn là vỏ của nó bằng kim loại hết ha. Em nhìn vỏ của nó thì cực kỳ đẹp. Đấy, nó có thêm cái miếng đệm ở đây nữa. Miếng gá đệm ở đây em bắt motor lên. Phía trước này thì nó sẽ có những cái lỗ thông gió và hai con ốc để anh em bắt vào gá. Ở đây sẽ dán một cái tem, con này là Sea-Wing Machine Motor. Model của nó là KM637. Thằng này nó để là Make in Việt Nam anh em, tem của nó là Make in Việt Nam nha. 70W nha, công suất tối đa của nó là 70W nha anh em. Nhưng mà cái tập đoàn của nó sản xuất là Wacaco Electric này. Đây, tập đoàn nha. Tức là thằng này nhà máy của Trung Quốc. Nhưng mà nhà máy chắc đặt ở Việt Nam, sau đó nó sử dụng thì nó sản xuất thì nó để là Make in Việt Nam nha. Make in ở đâu thì nó thể hiện ở đấy, còn nhà máy và công nghệ thì của thằng Wacaco này, tập đoàn Gaco nha. Phía sau thì anh em nhìn thấy nó cực kỳ đẹp rồi. Thấy chưa? Nó có thêm quạt tản nhiệt ở phía sau này này. Đấy, nó có cánh quạt tản nhiệt nha. Nên nó cực kỳ mát, con này thì quay rất êm và mát. Đặc biệt là nó sẽ có thêm một cái bộ mạch, một cái bộ chuyển dimmer và công tắc nguồn. Đấy, có 3 chân ở đây. Nếu anh em mua một bộ R như vậy cũng được ok nha. Nó có thêm gá một cái dây dài đó cho anh em này. Chưa? Dây dài ra, ở đây nó gắn một cái bóng đèn 110. Anh em đảm phát là cái bóng đèn nó sáng lên. Đấy, thì cái này anh em có thể độ chế làm cái gì thì em làm.
Đặc biệt là đối với con bịa 110 này này, bịa 100 đến 110 nhá, thì nó có sẵn buli bằng nhựa luôn, buli GT2. Nên anh em sẽ không phải mua thêm một cái buli nữa. Em thấy chưa? À, nếu anh em mua rời một con buli như thế này nhá, buli GT2. Đặc điểm của thằng này là 4mm nha anh em. Hàng 4mm thì nó cực kỳ hiếm, chủ yếu là 5 và 8 thôi. Nhưng con này nó sẽ giá là 25.000 một con nhá. Đấy, buli này giá sẽ là 25.000 một con. Đi kèm với nó thì anh em có thể mua thêm hai bộ cóc đạp. Đấy, cóc đạp của nó đây, em thấy chưa? Hai bộ cóc đạp, một bộ cóc màu đen. Thằng này là cũng made in Việt Nam luôn, thấy chưa? Made in Việt Nam. Thằng này đặc biệt nó có gọi là dimmer nhá, tức là anh em đạp nhẹ thì nó sẽ quay chậm, đạp mà mạnh nó sẽ quay nhanh. Đấy, nó đặc biệt như vậy. Hoặc là một bộ này. Bộ này. Bộ này anh em nhìn nó màu xám thì nó giống kiểu của Nhật hơn. Nhìn nó thực ra hai con thì nó ngang nhau cả thôi. Con này của FMD luôn, cùng hãng với con kia, như con này điều tốc 110. Của nó là 9.50.95A, tức là con này nó rơi khoảng tầm 100W thôi anh em. 100W thôi nha, tức là công suất của nó đủ để hoạt động cho cái con motor này nha. Con motor này này, sorry. Đấy. Em cắm điện vào đây nhá, nó có cái chân cắm ba, anh em cắm vào đây là xong. Jack của nó thì chuẩn jack Nhật rồi. Jack của nó sẽ là jack dẹt nha anh em. Em nhìn này, jack của nó là jack dẹt nhá, nhìn thiết kế y như của jack Nhật luôn. Giống như y hàng nội địa Nhật. Đấy. Có thằng này nó còn có tem của Nhật nữa anh em, nhìn vào đây này. Tem chữ Nhật trên đây nha. Chữ Nhật ở trên đây. Nhưng mà không biết nó make ở đâu. Hãng của thì FMD. Đó. Em thấy là động cơ máy may thì nó cực kỳ bền bỉ đúng không? Nó dùng hàng ngày, dùng rất nhiều nhưng mà nó thì là cực kỳ bền. Em biết là những cái động cơ này thì nó rất êm, nó không có hú như những con 775. Mà giá của nó thì cực kỳ rẻ. Ở đây thì mình đã đấu sẵn cho anh em rồi. Anh em nhìn vào đây này, mình sử dụng chính cái buli GT2 của nó luôn. Và nếu anh em thích nhôm thì anh em đổ sang nhôm, anh em dùng cho nó bền nhá. Thêm 25.000 nữa anh em mua một cái bộ buli 1-2, thêm cái bộ bát đỡ bạc đạn và bạc đạn nữa, và trục 50mm và đầu kẹp M10. Những cái này thì mình sẽ đính kèm link full cho anh em ở dưới để anh em dùng. Để anh em có thể click vào mình tiện mua nhá. Cái giá của sản phẩm thì mình sẽ điều chỉnh lại sao cho nó hợp lý với cái combo mà anh em mua. Đấy, mình gắn sẵn rồi. Cái đế L này thì anh em mua ở những cái tiệm cơ khí rất là nhiều. Đây, mình chụp cho anh em xem cái đế L của nó nha. Cái đế gá L này thì anh em có thể mua ở những cái tiệm cơ khí. Nó là đơn giản thôi, anh em mua một cái bộ combo này sẽ có một cái bộ cưa bàn mini. Đây, mình sẽ sử dụng cái cốc đạp của nó nha. Đấy. Cực kỳ êm. Nó rung là anh em biết vì sao không? Nó rung là bởi vì khi mà mình chế nó bị cong cái trục này này. Thì nó hơi rung thôi. Trục này là trong cái bộ cưa bàn cũ của mình nhé. Và anh em chế chuẩn thì nó sẽ rất êm. Đây, mình sẽ cưa thử cho anh em xem nhá. Nào. Khi anh em bấm chậm thì nó quay chậm, bấm mạnh nó quay nhanh. Đặc biệt là nếu như anh em không dùng bộ dimmer này, anh em đấu trực tiếp 110 nó vẫn chạy luôn, nhưng nó không có điều khiển được tốc độ. Nhưng mà nếu anh em nào dùng khoan hoặc mình dùng một cái gì đấy mà cần điều khiển tốc độ, tốt nhất anh em mua là cái bộ dimmer này. Giá thì mình bán giá nó cực kỳ rẻ thôi. Đây, mình sẽ cưa cho anh em thử nha. Tức là cưa thì vẫn tốt thôi em, anh chị thấy mình cưa một cái rễ tươi như này, dày cao này vẫn cưa được. Và nếu mà anh em làm những công việc nhỏ nhỏ, cần cưa những cái vật nhỏ nhỏ ha, thì mình dùng cái cưa như vậy cũng được. Đấy là mình chỉ hướng dẫn cách chế sơ qua thôi. Còn độ như nào đấy do vấn đề của anh em. Con thứ hai nè. Con thứ hai khi anh em mua nhá, nó là trục 4mm đúng không? Thì bên mình chỉ có một cái nối, hiện tại là nối 3.17 thôi. Nên nếu anh em mua 3.17 thì em về anh em phải dùng mũi khoan 4mm anh em nâng nó ra, hoặc là anh em dùng máy tiện anh em tiện ra thì nó mới chuẩn được. Ở đây thì mình đã khoan qua lỗ 4mm rồi. Anh em nào mua thì về tự làm nhé, chứ còn bảo mình làm cho thì nhờ mình làm cho thì chắc là không được, tại vì bên mình bận lắm, không có thời gian để ra đâu. Em nhìn này, nó đẹp chưa? Nó gắn vừa cái bộ động cơ luôn. Đây là cái nối GTO
3.17 mình nong ra thành 4 mm. Nhưng mà trong quá trình nong anh em phải dùng cẩn thận thôi, nó sẽ bị lắc nha. Lệch một phát là nó lắc luôn. Bây giờ mình sẽ khoan thử cho anh em xem nhá. Đấy, đặc biệt là khi mà anh em đạp cóc này, nó sẽ quay này. Đấy chưa? Nào. Đấy. Mình đạp mạnh thì nó sẽ quay nhanh cho anh em xem nhá. Nào. Đấy, rất là êm. Em thấy động cơ nó êm không? Rồi, mình sẽ khoan thử cho anh em một hai lỗ nhá. Con này chỉ cần anh em đạp nhẹ thôi, không cần phải đạp ấy đâu. Em đạp nhẹ thôi, đâu cần phải đạp mạnh đâu. Khoan thì anh em không cần phải tốc độ khoan mạnh đâu. Em đạp nhẹ thôi. Đấy, này. Đây ha, mình khoan cả chục lỗ vẫn bình thường. Đấy, rất êm. Thích hợp cho anh em nào độ khoan, mài cắt, máy cắt gì đấy. Con dimmer. Nhưng đặc biệt là anh em lưu ý nhá, con này sẽ dùng động cơ 110 nhá. Đấy, điện anh em nhà anh em nào có thì mình dùng điện 110. Điện nhà mình thì mình lấy từ ổ áp ra, nhà anh em nào cứ có ổ áp là mình dùng được, câu từ ổ áp ra là mình dùng thôi nhá. Còn không có thì anh em phải mua một cái bộ chuyển đổi 110 nhỏ như thế này này. Thấy chưa? Cái bộ này thì bên mình không có bán, mình mua về thôi. Có em nào muốn mua thì mình dẫn link ở phía dưới cho anh em mua về nhá. Bên mình không có bán bộ này. Đây, bộ chuyển đổi sang 220 sang 110 này nha. Ok, như vậy là mình công khai giá luôn nhá. Nếu như em mua một con motor này không, một motor không nhá, không gồm cái gì hết thì là sẽ là 75k nha. Con này sẽ đắt hơn 220 10k. Vì con này anh em nhìn thấy nó đẹp và nó nhiều chức năng hơn rất nhiều. Về thông số trục thì nó y như nhau. Đấy. Ok. Còn anh em nào mua thêm bộ dimmer nhá, giá sẽ là 75k luôn nhá. Như vậy một bộ này sẽ là 150 chưa bao gồm phí ship. Phí ship sẽ là 35k nhá, nếu anh em mua cho cái đơn hàng này là 35k nhá. Ok. Còn anh em nào muốn mua thêm những cái phụ kiện đây thì có thể truy cập vào website của mình là phongdy.com. Mình tìm những cái linh kiện cưa bàn hay đầu khoan hay là những cái nối đồng. Đấy, anh em có thể đổ lên bộ B10 hoặc là B12 hay bao nhiêu đấy thì tùy anh em độ thôi ha. Con này á, nếu mà gọi là đẹp nhất thì sẽ là độ máy mài khuôn anh em. Đây này, anh em mà mua cùng với cái dây này này thì anh em mài khuôn kỳ tuyệt vời, tại vì nó có tốc độ. Em nhìn cái dây mài khuôn của nó thì rất chất đúng không? Mình quấn lại như bầy rồi. Nhưng mà mình xoay này, nhìn anh em này, em nhìn này, mình xoay bằng tay này, thấy không, nó nhạy không? Đây là cái dòng máy dây nối ra chuyển động nhá, chuyên cho máy mài khuôn, cho thợ điêu khắc làm gỗ. Đấy thì nó cực kỳ mềm mại. Hàng của Hilda cực kỳ cao cấp. Đấy. Này anh em mua hàng Nhật, hàng Mỹ thì nó phải 500-700 nghìn. Đấy là hàng cũ lại nha. Rồi, anh em nào mua sản phẩm gì thì có thể click vào link phía dưới để mua. Hiện tại thì trời cũng hiện tại thì video thì cũng khá là dài thôi, nên những cái sản phẩm này mình sẽ view nhanh qua thôi. Đấy thì mình sẽ có những cái máy mài nhám rung, gọi là máy nhám rung dùng hơi nha. Bộ này có van điều áp này, mình đã giới thiệu từ cái video trước rồi. Anh em nào có thể click vào lịch sử và theo dõi những cái video trước mà mình đã từng view nha. Con này thì nó không có van điều áp. Nó có van điều áp rời trên đây nha. Đây là ốc điều áp và nó dùng nối trực tiếp, nối nhanh mà luôn. Con này giá thì cực rẻ thôi anh em. Giá con này là 150 một con nha. Anh em về lấy mặt nhám, lấy băng keo hai mặt dán nhám ở đây rồi anh em dùng hơi anh em trà. Đấy là với những anh em nào có máy hơi rồi ha, giá thì cực kỳ rẻ. Make in Japan nha nha. Make in Japan ha, hàng bãi Nhật nha. Rất là đẹp. Đấy, còn cái này thì nó có thêm van điều áp ở trên đây, van khí điều áp ở trên đây này. Điều chỉnh nhanh chậm. Đấy. Bóp này vẫn là nó rung nha, gọi là nhám rung. Cứ như anh em xem lại video trước đó mà mình đã từng review ha. Và lấy sản phẩm thì mình có đính kèm lên Shopee cho anh em rồi. Đấy thì mình có thêm một ít automat, còn dư một ít automat chống giật nhá, các dòng 20A và 30A của Hàn Quốc ha. Anh em cũng có thể xem lại các clip test của mình. Hôm qua mình có review, đây là con này 30A này. Có logo Korean này. Korean standard này, à, có logo luôn, logo kiểm định của Hàn Quốc, made in Korean. Hàng này thì nó cũng khá là nhạy. Tuy nhiên so với Nhật thì nó sẽ không thể nào nhạy bằng được, nhưng mà giá của nó thì cực kỳ rẻ.
Giá đây thì mình công khai là giá một con CB chống giật kể cả 20A và 30A bán đồng giá, giá là 75K nha anh em. Em mua kèm những sản phẩm trên đây cho nó rẻ luôn ha. Ok. CB chống giật Hàn Quốc 20A và 30A giá 75K chưa bao gồm phí ship nha. Băng keo này thì mình cũng có giới thiệu nhiều rồi ha, băng keo Đài Loan. Một cuộn anh em mua lẻ 10K nhé, một cây 10 cuộn thì sẽ là 90K. Đó, nó có các màu đỏ, vàng, hồng, xám, xanh, trắng, có 6 màu nhá. Anh em mua về để đánh dấu điện nhé, hoặc là dùng gia đình gì cũng được. Băng keo Đài Loan nhá, Made in Taiwan. Ngoài ra thì em có thể mua các loại vít của bên mình, như là vít của Dewatt. Một Dewatt này, thương hiệu của Mỹ, PS2, đầu 50 ly giá 15K nha anh em. Hai đầu của Boss 11 cm nha, cái này của Boss ha. Boss thì không thể bàn được rồi, thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của Đức. Sorry, con này giá 25K nha. Con này giá 30K nha anh em. Hai con này đồng giá nhá. Hai con đều là Boss 15 mm nhá. Nhưng khác nhau cái tem thôi. Em thấy không? Một con sẽ là 30K. Em thích lấy con nào anh em lấy, hai đầu, gãy đầu này cho anh em lại thay đầu kia bắn. Rất là lợi. Về lục giác anh em có thể thấy là trên này mình sẽ có lục giác của A, bộ 9 cây từ 1 đến 10. Bộ này thì ở ngoài thị trường nếu mà anh em mua mới thì nó cũng phải tầm giá từ 7 đến 800k một bộ. Ở đây thì mình sẽ bán em hàng bãi nhá, đẹp như mới, đủ 9 cây của A. Giá sẽ là 195k một bộ nhá, giá vẫn như cũ. Còn cây lẻ ở đây thì mình sẽ có đầu bằng và đầu bi nhá, tất cả các cỡ từ 12, 14, 17 và 19 nhá. Em biết là nếu anh em mua lẻ cái này thì cực kỳ khó, mình sẽ rất là khó để mua ở thị trường. Hàng bãi thì anh em cũng khó có thể mua được hàng đẹp như thế này. Em nhìn đây là hàng đẹp như mới nha, chưa từng qua sử dụng, còn rất là đẹp. Đó. Giá thì mình sẽ công khai luôn nha. Giá 12 đầu bi và đầu bằng đều bằng nhau nhá, mình không có phân biệt giá giữa đầu bi và đầu bằng nhá, đồng giá luôn ha. 12 thì sẽ là 50K, 14 thì sẽ là 70K anh em, 14 là 70K nha. 17 sẽ là 100K anh em, 19 sẽ là 130K nha. Cực kỳ rẻ anh em. Nếu anh em mua một cây 19 ra ngoài thị trường giá của nó cũng phải tầm 700-800 ngàn rồi, nếu anh em mua được, mua hàng công ty á. Còn cây số 10 này hiện tại công ty người ta đang bán với giá là gần 200K nha, 210 mấy K một cây. Với cây 12 này giá của nó hơn 400K nếu anh em mua cây 12 này tại giá của công ty. Đó, để mình cập nhật cho anh em tham khảo thôi. Anh em có thể lên dùng điện thoại để search giá của những cái cây này, giá của nó cực kỳ mắc luôn nha. Hàng ATL cho anh em check giá thoải mái nha. Đây, sản phẩm cuối cùng đây anh em. Một cuối cùng là da độc giấy. Đây, một cây búa Nhật. Khoe với anh em thôi chứ cây này không có bán để dùng. Da độc giấy 30 độ của Daily, cái thương hiệu về da độc giấy rất là nổi tiếng của văn phòng phẩm Daily nha. Cực kỳ nổi tiếng. Dùng con này thì rất đã anh em. Trong những năm mà mình còn đi làm công trình thì mình đa số chiến con này. Và những anh em nào khắc bút chì hoặc là thợ điêu khắc hoặc thợ kiến trúc thì rất là tin dùng con này. Và nó thì đối với những cái nhà sách phổ thông thì anh em cũng có thể tìm mua được, nhưng mà nhiều nhà sách này sẽ không bán. Đặc biệt là cái bộ lưỡi của nó. Cái hộp lưỡi này của nó là anh em mua ra thì có, nhưng mà mua lưỡi thì lại không có. Một hộp lưỡi như vậy sẽ gồm 10 lưỡi, nhưng mà lưỡi của nó là 30 độ anh em để ý nhá. Dao 30 độ nha anh em. Cái góc của nó cực kỳ nhọn mà sắc, chứ nó không giống như dao 60 độ thông thường của anh em ha. À, anh em nhìn. Đây này, anh em có thể thấy lưỡi 30 độ của nó cực kỳ bén nha. Con dao này mà không may nó ăn vào tay một phát thì rất là nguy hiểm đấy. Nó cực kỳ bén nha anh em, cẩn thận xài nó nha. Cái cán của nó bằng inox hết nha anh em. Nên nó rất là cứng, nó không có bị móp miếc hay nó bị bể những cái loại nhựa. Và khi anh em cầm trực tiếp như vậy nó rất thon gọn, khóa an toàn nha. Ok, rất là đẹp. Cách thức mua hàng nha, em có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại trên video. Ba số điện thoại trên video. Vào giờ hành chính, ngoài giờ hành chính anh liên hệ tối đa tới 23 giờ. À, sorry, 22 giờ 30 nhé, tức là 10 rưỡi. Ngoài khung giờ này thì nếu như liên hệ không được thì anh em có thể liên hệ lại sau. Để chủ động đặt hàng, em có thể đặt hàng qua Shopee. Một vài sản phẩm thì đa số mình sẽ up trên Shopee nha. Hoặc là để lại tin nhắn trên Zalo và Facebook thì bên mình sẽ chủ động liên hệ lại với anh em. À.
Đường link Facebook mình có đính kèm phía dưới phần mô tả nha. Anh em thích chat qua Facebook thì em có thể liên hệ ha. Nhớ follow trang của mình. Cảm ơn em. Vâng nha, anh em nào chưa đăng ký kênh thì có thể nhấn subscribe, đăng ký kênh Phong Đê Quay và theo dõi những video mới nhất từ channel của mình. Nếu anh em thấy video này hay thì có thể chia sẻ nha, share và nhấn like để ủng hộ cho mình nha. Anh em nào không mua hàng thì mình xem hàng, xem video giải trí thôi ha, giao lưu thôi, không cần thiết phải mua hàng. Em cứ xem video của mình là mình cũng vui rồi. Em nào thắc mắc gì thì có thể để lại comment, mình sẽ giải đáp cho anh em ha. Rồi, xin chào anh em nha.